Hello, hello, xin chào. Xin được trân trọng gửi tới toàn thể tất cả các anh em nghệ nhân, tất cả những người có cùng đam mê sở thích về những chú chích chòe than, chích chòe lửa trên diễn đàn. Hôm nay mình lại lên phục vụ cho anh em một chú chích chòe lửa. Đây là chú chích chòe lửa cũng vừa mới thay xong lông anh em nhé. Vụ trước khi đuôi em nó rụng thì mình bắt ra là mình đã lấy ra đo, thì đuôi của em nó khi rụng là 22,4, hơn 22,4 cm anh em nhé. Đấy là tính từ gốc đuôi nhé, không tính từ gọi là điểm xuất phát của đuôi đâu, đều đầu nhọn của đuôi đâu. Đấy, 22,4 cm. Thế và năm nay đây anh em có thể nhìn thấy em chích chòe lửa này, em chích chòe lửa làm cát tiền này, vụ năm nay đã là sang vụ, bắt đầu chuẩn bị sang vụ thứ tư, em nó đã cơ bản đã xong lông. Thế hiện tại bây giờ thì mình cũng không đo lông đuôi, nhưng em nó cơ bản đã xong lông. Hai cái lông đuôi là còn hơi so le, hơi lệch nhau một chút, nhưng mình nghĩ rằng là chắc chắn em lông đuôi của nó đã sẽ dài hơn năm ngoái, sẽ dài hơn năm ngoái. Đấy, một em chòe lửa làm cát tiên cực đẹp, đuôi lụa cong vút, dài hơn 22 cm, 22 cộng anh em nhé. Đấy, một em chòe lửa cổ cao, đầu to bằng, mũi thông mỏ mọng. Thế em nói thì hiện tại bây giờ nó mới tạch thôi, cũng chưa thấy hót, chưa thấy hót, nhưng mà mình cũng xin cam đoan với anh em là em này đã có hơn 3 vụ lồng rồi. Một em chòe lửa rất mau mỏ và lắm mồm. Đấy, em này sẽ ra đi về với chủ mới, sẽ ra đi về với chủ mới. Đấy, với những anh em yêu thích chích chòe lửa đuôi dài thì đây sẽ là một lựa chọn phù hợp, với nó thỏa mãn được những đam mê yêu thích của anh em thích chích chòe lửa đuôi dài. Đấy, anh em có thể quan sát, ngắm, đánh giá về bóng bộ của em nó. Em này hiện tại bây giờ thì em nó cũng hot gọi là lai dai thôi, chứ cũng chưa hot thường xuyên anh em nhé. Chưa hot thường xuyên, chưa xếp vào hàng gọi là hot cả ngày, chứ gọi là hot mau mỏ được, mà hot lai dai thôi. Đấy, bóng bộ thì chắc chắn là không chia đâu được em ạ. Những lúc em nó hot, những lúc em nó căng lửa, nó múa, nó sàng cầu, thì với cái đuôi kiểu như thế này thì anh em chắc là có thể hình dung, mường tượng ra được cái phong cách chơi của em nó. Thế và vụ năm nay thì mình cũng không muốn, nói thật là cũng không muốn giữ em nó ở trong nhà nữa, bởi vì nhà mình hiện tại bây giờ cũng cả cả em này nữa là 4 chú chích chòe lửa trống rồi. Đấy, cho nên mình không muốn giữ cho em trong nhà nữa, và mình sẽ cho em nó ra đi với cái mức phí hết sức là hợp lý thôi, để anh em có thể bắt về chơi sinh sản, ghép đẻ hay là để chơi, là một lựa chọn mình nghĩ rằng là bất cứ ở cái lĩnh vực nào cũng đều là hợp lý hết. Và em nó sẽ ra đi về với chủ mới với cái phí là 3.700.000 anh em nhé, 3.700.000. Nếu anh em thiện chí thì hãy nhấc máy lên alo cho mình thông qua số điện thoại, số Zalo mà mình để phía bên dưới màn hình, phía bên dưới video, dưới tiêu đề của video. Đấy, cuối cùng là xin được trân trọng cảm ơn các anh em đã quan tâm theo dõi video. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại anh em ở các video sau.